trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay có một cái tin tức rất là xôn xao ở Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng. Đó là tin tức về tình báo nói rằng các quan chức Mỹ đã biết là chính phủ Iran đang cân nhắc tiến hành một cuộc ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani, là cố tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Xin thưa, đây là một cái tin tức mà có thể nói là rất là xôn xao ở Hoa Kỳ này. Thì tin tức cho biết rằng cái cuộc âm mưu ám sát của Iran vẫn đang tiếp tục trong cái bối cảnh mà Iran tìm cách trả đũa về quyết định trước đây của Tổng thống Donald Trump. Thì đại sứ Mỹ tại Nam Phi, Lana Marks, 66 tuổi, nhậm chức đại sứ Mỹ tại Nam Phi vào tháng 10, 2019, là một cái người mà có cái mối quan hệ bạn bè lâu năm và có thể nói là thân thiết đối với Tổng thống Donald Trump. Thì tin cũng cho biết rằng đại sứ Mỹ tại Nam Phi đã nhận được tin tức cảnh báo từ cơ quan an ninh tình báo của Hoa Kỳ và thông báo rằng cho những người xung quanh ông cũng có thể là mục tiêu trong tầm ngắm để mà phía Iran có thể trả thù và tính mạng của họ có thể bị nguy hiểm. Thì cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ cũng không hiểu là tại sao Iran lại nhắm vào đại sứ Lana Marks, bởi vì đại sứ Lana Marks này rất ít có liên quan gì đến Iran. Và người ta nghĩ rằng có lẽ là đại sứ Lana Marks này có cái tình bạn lâu năm với ông Donald Trump, cho nên nếu mà tiêu diệt cái mục tiêu này thì có ảnh hưởng đến cái tâm lý và tình cảm của ông Donald Trump. Thì đó là cái suy đoán thôi thưa quý vị. Thì theo các quan chức tình báo thì cho biết rằng phía Iran đã tiến hành nhiều cái mạng lưới bí mật ở Nam Phi và tin tức tình báo mà rò rỉ ra cho biết rằng các đặc vụ Iran đã có mặt tại Nam Phi từ nhiều năm và có thể là từ năm 2015. Thì theo bình luận của tờ Politico, một tờ báo hàng đầu về bình luận chính trị ở Hoa Kỳ, thì nói rằng đại sứ Lana Marks này ít được bảo vệ và có thể là đó là một cái lý do để mà dễ dàng trở thành một mục tiêu tấn công. Bởi vì các đại sứ Hoa Kỳ ở các nơi như châu Âu được bảo vệ rất kỹ càng, nhưng mà ở Nam Phi thì có thể rằng nó lỏng lẻo. Đó là một trong những cái bình luận của tờ Politico. Tuy nhiên đại sứ Lana Marks này, phía bên tình báo Hoa Kỳ nghĩ rằng được lựa chọn là vì có những cái mà lỗ hổng về tình báo hoặc lỗ hổng về an ninh, lỗ hổng về lớp bảo vệ hoặc là cận vệ cho đại sứ ở Nam Phi. Ngoài ra, cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ cũng nghĩ rằng là có nhiều mục tiêu khác để mà Iran có thể chọn lựa và có thể trả thù cho cái chết của tướng Soleimani. Tướng Soleimani đã bị tấn công và bị sát hại bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ vào tháng Giêng 2020. Thì chúng ta cũng được biết rằng ở cái thời điểm đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo cũng đã cho biết rằng chính phủ Mỹ đã quyết định giết tướng Soleimani để thiết lập lại một cái gọi là răn đe đối với chính phủ Iran. Thì sau đó phía chính phủ Iran đã trả thù bằng cách phóng các tên lửa vào một số căn cứ của Hoa Kỳ ở Iraq, nơi mà
quân đội Hoa Kỳ đã đồn trú. Nhưng mà người ta thấy rằng kết quả không được bao nhiêu, vì bên phía Hoa Kỳ đã đủ thời gian báo động và nấp vào các hầm trú ẩn để tránh sự tấn công từ tên lửa. Và một số tên lửa cũng đã bị bắn hạ bởi lớp hàng rào bảo vệ của các căn cứ Hoa Kỳ, cho nên thiệt hại gần như là rất thấp. Thì tin tức cho biết là phía Iran chắc chắn cũng sẽ tìm ra những cái cách trả thù khác đối với cái chết của tướng Soleimani, thưa quý vị. Thì đó là cái sự căng thẳng giữa hai bên, giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua, sau khi mà tin tức được loan ra, thì Tổng thống Donald Trump đã cho biết rằng nếu Iran tấn công Hoa Kỳ, thì phía Hoa Kỳ sẽ đáp trả gấp 1.000 lần, thưa quý vị. Đây là một lời đe dọa trực tiếp của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Iran. Mà chúng tôi xin thưa, đây là những ngôn từ ở trên Twitter, chưa phải là ngôn từ chính thức từ Nhà Trắng, thưa quý vị. Tức là từ một cái tài khoản cá nhân của ông Tổng thống Donald Trump cho biết là sẽ đáp trả gấp 1.000 lần. Thì xin thưa là câu chuyện mâu thuẫn lùm xùm giữa Iran và Hoa Kỳ là như thế. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin quý vị vui lòng subscribe để ủng hộ kênh, thưa quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.